Xin chào cả nhà nha. Lúc nãy mình đi chợ mình có mua được ít nho nha cả nhà. Giờ mình cho bốt ăn nho cả nhà. Nho thấy nho ngon quá nên là đi hơi mắc, cũng mắc thiệt á, nhưng mà kệ, mua cho bốt ăn nha. Nha. Này, mình mời cả nhà ăn nho nha. Mình mời cả nhà nha. Ngon quá à. Ngon quá. Mì ăn luôn, giỏ luôn. Ngon quá. Nhưng ngọt lắm cả nhà. Ăn từ từ con. Bóc đi con. Con bóc đi. Con rất đi. Rất đi nè. Lấy miệng rất à. Rồi ăn hết rồi rất nữa. Rút đi con, rút đi. Bầu lên mình mì hả? Muốn bầu lên mình khóc à? Thôi mình xin kết thúc video đây luôn nha cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye. Ăn bao lên mình miệng khóc cho coi nè. Ngon con.